Thưa quý vị, một tổ chức cứu trợ trẻ em vào ngày 23 tháng 3 cho biết nhiều trẻ em đang sống trong các trại tạm giam ở Syria do người thân của các em bị tình nghi là các tay súng thánh chiến hồi giáo và những trẻ em này có thể mắc kẹt trong các trại đó thêm 30 năm nữa nếu tốc độ hồi hương không được đẩy mạnh. Set the children. Tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ trẻ em tại các nước đang phát triển cho biết hiện có 18.000 trẻ em Iraq và 7.300 trẻ em bị thành niên từ 60 quốc gia khác đang mắc kẹt trong các trại Ahon và Rhodes do người Kurd quản lý ở Đô Bắc Syria. Giám đốc phụ trách ứng phó với tình hình tại Syria của SCI, bà Sonia Kush nhấn mạnh trẻ em bị mắc kẹt ở Anhoi và Roy càng lâu, các em càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Do đó bà kêu gọi lãnh đạo các quốc gia có công dân mắc kẹt tại các cơ sở này sớm đưa các em về nước. Các dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy có khoảng 56.000 người sống tạm bờ tại An Hồi, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực và nhiều người tìm cách trốn chạy khỏi trại này.